Rồi chạy trồng hương Long An Cần Giuộc, buổi chiều mình cho ăn thì mình cũng muốn giao lưu bên hội chồng và anh chị em cô bác ai mới khởi nghiệp nuôi trồng hương thì mình nói thật tình là mấy clip vừa rồi mình cũng có quảng bá là giờ lúc này vô mùa trái cây đó thì nó cũng lên giống cũng dộ đó anh chị em. Thì hôm nay thì mình phối cũng được mười mấy con ha. Đó thì anh chị em thấy nó cái cặp này đang phối ha. Đó, đang mùi mẫn đó thì nó có trả lại ngọc rất là nhiều á anh chị em. Đó anh chị em thấy dưới sàn không? Nó rất là li ti dưới đây nè. À, mấy cục này nó trắng nó dẻo nhẹo nè anh chị em. Là mình thấy có kết quả rồi ha. Đó. Bình thường thôi. Đó, anh chị em thấy cái cặp này thì nó phối cũng ba hôm mà nó cũng sắp sửa kết quả rồi ha. Còn bên đây cái cặp này nó phối sáng giờ nè anh chị em. Đó anh chị em thấy cái cửa mình đó không, nó mới vừa phối xong cái rồi đó. Thì qua buổi chiều mình chạy trồng hương Long An Cần Giuộc thì mình cũng muốn giao lưu anh chị em cô bác đến chút xíu để mình trao đổi làm ăn nó có một cái dồi dào thôi ha. Thì qua đây mình nói vấn đề công thức mình cho ăn. Đó, anh chị em thấy dạng thao thì ở đây công thức mình cho ăn chuối anh chị em, giờ cái mình sắc khúc về cho nó vừa lụm cái miệng nó luôn. Rồi lúc này mình đang tập cái thức ăn mà loại phiêu công nghệ của Mỹ, cái củ Mỹ mà sản xuất ở Biên Hòa Đồng Nai đó, cái bao 25 kg gồm có 550 đó anh chị em. Heo con ăn đó thì lúc này mình chờ tập cho nó ăn cho nó có chất dinh dưỡng thêm đó anh chị em ha. Đó, tròn dạng mà xanh sản thì mình tập qua cái thức ăn này, còn cái dạng barbie thì mình chưa có tập thức ăn ha, mình cho ăn cá với chuối bình thường thôi. Còn về cô bác thí dụ lại đây bắt cái trang trại này thì về cô bác tập ăn thức ăn thì cũng từ từ bỏ đôi ba viên vô ha. Đó anh chị em thấy buổi chiều mình cho ăn đơn giản nè, cà phê con bự mình cắt ra thẳng khúc vậy. Giờ bên đây đầu gà đó anh chị em. Đó buổi chiều mình nói về vấn đề mình cho ăn đơn giản vậy, tối thiểu thằng 3.300 mấy đó anh chị em. Còn mấy cái con đực nào mà nó mình cảm thấy nó phối mà thấy đó thì nó phối đó mình mới bò bổ cho nó, hộp gà vô cho nó hút sống ha, cho nó có cái chất dinh dưỡng nó càng mạnh lên. Đó mấy cặp này nó cũng đang đảo hết rồi nè anh chị em. Thì thôi qua chạy trồng hương Long An Cần Giuộc thì bữa nay cũng mùng 8 tháng 12 chuẩn bị vô xuân mới, thì chạy trồng cũng không gì hơn cầu chúc anh chị em cô bác được dồi dào sức khỏe, đón cái Tết này vui vẻ ha, làm ăn phát tài, muốn gì được đó. Thôi chạy trồng hương Long An Cần Giuộc thôi xin chào hết ha, rồi thôi chào nha.